Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Luyện chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta đấu công tắc này như thế nào với cái ổ cắm này. Được không? Có nghĩa là cái ổ cắm này, hai ổ cắm và hai công tắc. Mà ở đây là điện 3 pha. Điện 3 pha thì quý vị sẽ thấy là người ta đấu sẵn đây để mình đấu nè. Cái sợi dây này là cái sợi dây dây lửa này quý vị. Họ mổ vậy nè. Để tôi sửa lại cái này luôn. Nhã ơi. Em cắt bớt cái sợi dây này nè. Cắt cái chỗ này nè. Cắt chỗ này. Đấu vô thằng ngay chỗ này cho anh. Kéo cái này luôn. Có nghĩa là quý vị sẽ biết rằng là tôi không có chịu nối, còn dây trung tính này là dây không bôi cho nên để nguyên, hiểu không? Em lôi đó đúng là cắt cái này ra. Chập là nối dây là nối ngay vô cái vị trí này nè quý vị. Ý mình nói là không phải là không được nối dây, nhưng mà nối dây trong bóc. À, em lấy mở ra lấy kìm cắt đi. Cắt luôn. Chỗ này đứt rồi. Cho nên là mình sẽ nối ở tại vị trí nào. Quý vị sẽ thấy là cái xưởng gỗ hôm nay mình ở gần nhà cho nên mình hỗ trợ. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ hỗ trợ ha. Cho nên mình sẽ rất là hạn chế nối dây. Em coi cái sợi dây trung tính đi lên. Nó bị hư rồi, cài rồi. Rồi kẹp chung lại. Ý là mình nói là không nối dây là nối ngay chỗ này nè quý vị. Còn mình nói để mình kiểm soát được là cái vấn đề khác. Không, cái này ngắn quá thì bỏ bớt đi. Ở đây là học viên của mình, mình hướng dẫn cho cách mà để xử lý nè quý vị. Tước dài dài ra. Đúng rồi. Xe hai cái đầu cho nó chặt lại luôn. Rồi 3 pha thì mình chiết ra, mình lấy một sợi nè. Dưới sợi sợi pha nè các bạn, sợi lửa, sợi trung tính nè. Cái sợi này sợi trung tính này ha. Sợi này sợi lửa. Thì có nghĩa là đã có lửa nguội vào ở bên cái chỗ này rồi. Dây nguội ở đây. Và dây lửa ở đây. Thì ở trên đầu này nó ghi N nè. NL thì mình đấu đúng LN thôi. Còn ngược lại thì cũng chả có vấn đề gì nghe quý vị. Thì nó hai đầu mà. Lấy cái mấy phần vít bắn cho nó sướng. Đây nè, cái khoan kia kìa. Sẽ không chặt lại cháy đầu á. Hôm trước là dục kẹp hai cái lại cho nó dính nhau. Tại sao tôi biết cái sợi dây kia là sợi dây trung tính? Tại vì quý vị sẽ nhìn thấy là cái sợi dây trung tính đó nó bé hơn cái sợi 1.5 này quý vị. Cho nên là cái sợi này sợi dây trung tính. Trong 3 pha đó người ta sẽ dùng cái sợi dây trung tính nó nhỏ hơn. Tại vì theo quy định luật cái chốt nó giải thích rất là rõ ràng. Quý vị có thể xem bài giải thích tại sao động cơ 3 pha người ta không xài dây trung tính, hoặc là người ta xài dây lớn hoặc dây nhỏ. Thì các quý vị sẽ nhìn thấy là máy này máy 3 pha nha. Cái động cơ hút bụi này cũng là 3 pha. Cho nên là không cần dây trung tính. Cho nên cái dây trung tính này nhỏ tới để lấy cái điện áp pha đó. Để người ta dùng, người ta điều khiển thôi. Nhấn nút điều khiển những cái nút khẩn cho cái bo này quý vị. Cho nó báo đèn sáng lên thôi. Gì xúc hoài á, không được rồi. Tiếp điểm người hư hả? Lấy cái máy miếng dít siết chặt vô, thì cứ siết vô đây, cái gì mà không được. Lấy máy miếng dít á, đẩy rồi rắc cho nó vô một cái cho nó giữ sau lưng á. Rồi.
đây xương gỗ quý vị. Đây còn các bạn học viên là đi tháo máy này, cái máy này nó đang hư mặt vít ly tâm cho nên là sẽ mở ra để đem về xưởng. Không phải là cái gì tôi cũng biết nha quý vị. Rồi đem ra đây cho vệ sinh cái mặt vít ly tâm nữa, nếu mà được thì khỏi mất công đem lên. Gỡ điện ra, gỡ cầu dao ra. Dạ em nghe anh. Số 5 Tam Bình quán cà phê La 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 anh. Tam Bình quán cà phê tên là La La Lan. Đối diện với cái trò chơi con nít ở trên đường Tam Bình đó nha. Dạ, anh chờ em xíu đi, em đang đi làm thế này tí nữa em về. Ở đây còn ở đây cái tủ quý vị. Cái tủ mình sẽ lắp đặt ở đây. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách đấu đồng hồ ba pha ha. Anh nghe nè. Không có bèn đúng không? Không có thì thôi. Không có thì thôi. Lấy cái cục gỗ sứ ra cho. Xin lỗi quý vị, vừa đang quay phim nhưng mà vừa rất là nhiều việc nên là quý vị thông cảm giùm mình nha ha. Bắn vô trước đi rồi bỏ cái miếng nó vô sau, khui cái lỗ trước đó nè. Đè mạnh vô bóp nhẹ thôi, bóp nhã, đè mạnh vô bóp nhã, bóp nhã nhẹ thôi, đè mạnh bóp nhẹ, bóp bóp nhã. Đây cầm máy quay phim đi, bắn cho đang quay nó lắc. Đè mạnh bóp nhã này, cái hệ xúc trực nó đau mà nó ăn, thấy không? Được chưa? Chào các bạn. Rồi bán đi, bắt vô. Đây không có tủ điện. Rồi giờ em tính để ngoài đó, để lát nữa lấy tín hiệu cho thằng kia. Bây giờ cái sợi dây này nó ngắn nè, lấy đây cái sợi dây mát nào đâu. Qua sợi dây mát nằm đây nè. Đúng chưa? Nhìn sợi dây mát nè. Đây đấu rồi, mở đây, chẹp ra đây, lấy sợi này vô đây. Đúng không? Trước ra. Trước sợi dây dài á, còn sợi dây kia để làm dây khiển ở trên nó cao hơn. Quý vị sẽ biết rằng là năm 2012 đó, tôi sẽ không tước được sợi dây điện này và tôi cũng sẽ không đấu được cái công tắc này, tại vì cái tay tôi không quen, nó gì bị phồng hết, cho nên là cũng trong cái rủi nó có cái may đó là quý vị sẽ biết rằng là tôi đi làm công nhân 3 năm, cho nên là cuối cùng là mình sẽ có những kinh nghiệm để xử lý như thế này. Em cái này em không cần xe như vậy, đút thẳng vô cũng được. Nó không cần xe rồi mà xe đúc dây sao mà lọt được. Kệ
kẹp hai dây đó, cho nó ôm vô. Rồi lấy cái một cái tay đè cái sợi dây cho nó khỏi trồi ra. Rồi cái sợi dây lúp từ cái lửa này lên, lên công tắc này. Có nghĩa là bây giờ quý vị sẽ lấy lửa để lên công tắc này để nó cắt lửa nha. Còn nếu mình đấu lộn mà cái dây này mà vô dây nguội mà con lửa nó tắt cái dây nguội là cái đèn nó cứ nhấp nháy hoài, rất là khó chịu và nó mau hư bóng đèn. Tinh ơi, cái tin em ơi, cái máy này bỏ vô ngay CB này luôn nha, gạt một cái là hai cái cùng chạy luôn nha. Bật cái CB đó là còn cái máy này sao? À có nghĩa là gạt chi riêng cho cái máy đó thôi đúng không? Rồi ok. À có nghĩa là nó chạy thì hai cái cùng chạy một lúc. Như vậy là anh đút ở dưới này, cái này với cái này là cùng một CB ha. Hiểu chưa? Em sau này mà em xây xưởng mới á, anh sẽ làm cho em nhấn nút bằng điều khiển hai cái chạy cùng lúc luôn. Dạ. À, cái này chạy á thì cái kia mới chạy. Dạ. Thì sau đó sẽ điều khiển sau. Dạ. Thì khi nào mà em xây xưởng mới thì anh lên làm cho bài bản. Mở chi cho nó ra dữ vậy. Rồi. Lấp cái một cắt. Ở ngoài này chỉ có một cái đèn thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ ok, em kéo một cặp dây lửa nguội về đúng không? Nhớ là ra kiểm tra lại chứ hiện giờ cái bóng đèn ở ngoài đó bị cắt rồi, sợ là hai cái đèn dây nó bị chập á, tới giờ anh bật dây. À, thì phải tắt cái công tắc này. Dạ. Lát sẵn đó em đưa cái bóng đèn. Để bạn này đấu xong đó. Ơi. À, anh Phước. Dạ. Anh Đức ra xem qua cái đầu cặp dây ngoài đây theo cái đồng cái này nè. Qua tắt để gắn luôn cái đèn ở ngoài đó luôn. Đây nè, đó cái cổng ống thu qua đó, đi ra ngoài xưởng á. Đúng rồi, anh đi ra ngoài đó anh kiểm tra lấy cái đèn. Bên này có đèn gì đâu, không lắp qua này luôn. Thì lắp sẵn luôn đi. Lấy một cái lắp sẵn qua công tắc đi. Bắt chỗ này nè, nửa sau này mình đi mình trả lại y chang như vậy đó. Anh thua gì? Dạ, mình nửa sau này mình đi em sẽ nhờ anh lại một lần nữa. Là anh và anh gỡ lại y chang như cũ. Rồi ok em, anh nghĩ là người ta thuê sau trả vậy đúng không? Dạ. Dạ. Anh ra xem qua một cặp lửa nguội ngoài đó. Đi ra ngoài đèn á. Em sợ là nó cắt hai đầu cái nó lấy băng keo. Rồi lấy băng keo cái nó quấn dính với nhau nó nổ. Không hiểu hả? Đâu có cặp dây mãi mà. Cặp dây em đang đấu ở đây mà. À, nó nằm trong đùa gà chứ đâu. Thì kéo ra. Có thang không tin? À. Được. Cái thang nó bắt lên. Đây mình đúp qua đây nè. Sợi này mình đúp qua đây nè. Hồi nãy không lấy sợi dây 1.5 mà lấy 2.5 to quá nha. Nó to phải không? Làm ý tứ một chút xíu là hết á. Lúp từ đây lên đây qua đây. Từ đây qua đây có nghĩa là cái nguồn chờ sẵn cái công tắc thứ hai. Rồi, còn cái dây nguồn tắc ở trên kia thì gắn bên kia. Rồi quý vị. Ở đâu lửa đâu ra vậy?
Hả? Lửa đâu có vậy? Bán đây, trước cái này, hả? Giống như thấy lửa điện đó. Công tắc nó có hai đầu của vị này, cái đầu cái đuôi này. Còn không? Còn đủ ra rồi đó không? Cắt nó bỏ đồ gà đâu có đèn vô. Rồi, xong. Em đấu cái cặp dây này vô dưới CB và lấy cặp dây này, dây này dư nè. Dây này qua thứ dư lên đây nè, đấu vô đây nè. Vô CB này, đồng thời nối luôn cái sợi dây ba pha đó cho nó về bên này, đấu vô đây luôn. Hiểu không? Rồi kiểm qua nó chạy ngược hay chạy xuôi. Rút ra, rút dây điện nó ra. Rồi dây co không có sợ. Nối dây không đúng. Lát nữa cấp điện qua bên kia qua thử là động cơ nó chạy đúng hay không. Nói vô đây. Cái này thì mở cái nắp này ra đấu luôn ở trong này nha, không có được nối ở đây. Tôi rất là dị ứng khi mà nối như thế này quý vị. Có nghĩa là cắt xong mình bỏ vô mình nối á, mình nối luôn mình mở ở đây, chịu khó ra mở ở đây nó hơi tốn công một chút nhưng mà nó an toàn. Rồi cảm ơn quý vị đã ghé thăm kênh. Quý vị cảm thấy hữu ích thì hãy like, share video nhé. Xin chào quý vị.